Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review tinh chất dưỡng The Ordinary Granactive Retinoid 2% giá bao nhiêu? Mua ở đâu? Có tốt không? Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích nếu bạn đã hoặc đang sắp sửa bước qua tuổi 30. Đã đến lúc bạn nên thật sự chú trọng đến việc thêm các sản phẩm chống lão hóa vào quy trình chăm sóc da mặt của mình. Không cần phải là những sản phẩm quá đắt đỏ, ví như serum chống lão hóa The Ordinary Granactive Retinoid 2% Emulsion bình dân nhưng chất lượng vẫn có thể làm hài lòng bạn. Serum The Ordinary Granactive Retinoid 2% là phiên bản nâng cấp của dòng serum The Ordinary Granactive Retinoid 1% trước đây có giá cực kỳ bình dân nhưng đem lại hiệu quả bất ngờ và được tung hô hết lời. Hiệu quả cải thiện nếp nhăn chỉ sau 2 tuần sử dụng, đồng thời đã lập kỷ lục doanh số bán một sản phẩm một phút và The Ordinary đã không khiến chị em phải thất vọng về bảng thành phần của serum chống lão hóa Granactive khi có đến hai dạng của retinol được sử dụng ở đây. Giúp tăng cường hiệu quả chống lão hóa lần lượt là Granino Retinoid 2% và Retinol. Granino Retinoid 2%, phức hợp của Hydroxypinacolone Retinate SPA, một dạng retinoid hòa tan tiên tiến và cũng là một dạng ester của axit retinoic. So với các dạng khác của retinoid, nó mang đến hiệu quả chống lão hóa tốt và an toàn hơn gấp nhiều lần. Retinol giữ nguyên ở dạng tinh khiết nhằm hòa tan để cung cấp và hỗ trợ chuyển hóa tăng tác dụng của Granino Retinol 2%. Có thể nói, hai thành phần này đang hỗ trợ lẫn nhau, làm tăng hiệu quả chống lão hóa đồng thời giảm các kích ứng có liên quan đến retinoid. Công dụng tinh chất với thành phần retinoid nhẹ nhàng nên dòng serum này giúp da bạn căng bóng hơn xóa mờ các nếp nhăn, nâng cơ, ngăn chặn và chống lõa hóa da, tái tạo bề mặt da thông qua việc tăng sinh collagen tự nhiên. Giúp da thêm đàn hồi, khỏe mạnh, làm mờ các vết thâm nám, nếp nhăn trên da hiệu quả. Cấp ẩm cho da mềm mại, mịn màng, cách dùng tinh chất The Ordinary Granactive Retinoid 2%. Bước 1. Sử dụng sau khi rửa mặt và làm sạch da bằng nước hoa hồng. Bước 2. Lấy da lòng bàn tay quét khắp mặt và cổ. Vỗ lên da và chờ khô. Tránh viền mắt và tiếp xúc với mắt nếu có hiện tượng kích ứng. Ngừng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ. Nên dùng thử trên một vùng da nhỏ trước khi dùng cho toàn bộ mặt. Lưu ý khi sử dụng khi mới bắt đầu bạn chỉ nên dùng retinol từ một tháng hai lần tuần nếu da đã thích ứng có thể tăng số lần dùng. Chỉ nên dùng các sản phẩm có chứa retinol vào buổi tối. Retinol là chất có tính chuyển hóa tế bào cao. Do đó bạn không nên sử dụng chung với các loại kem chăm sóc da mặt hoặc các liệu pháp thẩm mỹ khác có chứa hoạt chất lột da mạnh như glycolic acid và salicylic acid và đương nhiên hãy cẩn thận khi dùng chung với vitamin C, bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau, click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất. Để lại thông tin liên hệ, chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm. Sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng. Bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà. Nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm, đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ. Nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm. Lưu ý, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng, không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng. Để có thể mua được sản phẩm chính hãng, tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết.